Và à, hồi trước thì tôi cũng chưa có biết cái chữ chính sách công là gì Đến khi à, đọc chính trị bình dân á, thì à, tôi mới hiểu uh, về cái chữ chính sách công à, Chính trị bình dân á, họ định nghĩa chính trị là gì Chính trị là giành và giữ lấy uh, chính quyền Giành chính quyền, giữ lấy chính quyền Rồi à, chính trị là gì Chính trị là thiết lập một cái chính sách công thiết lập chính sách công đó là hai cái nghĩa hẹp còn tôi, tôi là tôi là linh mục thì tôi hiểu theo nghĩa rộng là tôi tham gia là mình mình cũng vận động để xây dựng chính sách công để xây dựng chính sách công cho nó tốt mình đứng ở bên ngoài mình vận động để cho người ta xây dựng chính sách công cho nó tốt thì tôi đọc tôi hiểu sơ sơ như vậy thôi À, mình thì mình cũng không có hiểu gì về chính trị nên mình cũng uh, cố gắng đọc để giới thiệu sách để PR sách cho cô Đan Trang thôi Thế thì tôi uh, sẽ lần lượt hay, uh, mở đầu của cuốn sách này á Phần uh, mở đầu thì uh, nói là nhân cái chuyện uh, đặc khu hành tránh kinh tế Vân Đồn Vân Phong Phú Quốc á Thì nhân cái chuyện này thì uh, Cô Đoàn Trang cô với phát hiện là nó có nhiều cái bất ổn, nhiều cái bất ổn trong uh, hệ thống chính trị Việt Nam. Nó có nhiều bất ổn trong hệ thống chính trị Việt Nam, trong uh, quy uh, uh, trong uh, quy trình hoạch định ban hành chính sách công, rồi trong cơ chế công dân giám sát nhà nước, rồi trong việc bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền, rồi trong uh, việc thực hành dân chủ thực hiện là tự do ngôn luận phản biện xã hội rồi ngăn chặn những chính sách sai lầm và hành động sai trái của các cấp chính quyền Cho nên là cô Đan Trang tôi viết cuốn sách này tôi giới thiệu cho anh chị em cái cuốn sách này nó gồm có bốn chương gồm có bốn chương thì tôi ra đây có cái bảng gần đây thì có lẽ là nó 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 gần hơn tôi có viết chữ lên cái bảng này á đây, đây là có bốn chương uh, sách uh, học chính sách công qua cái chuyện uh, đặc khu thế thì nhân lấy lợi dụng cái chuyện đặc khu này á thì cô đan trang cô ấy muốn nói về cái chính sách công cho À, cho chúng ta hiểu thế nào là chính sách công uh, nói về cái chuyện uh, chính trị uh, nhân chuyện này mà mình uh, nói chuyện khác uh, chẳng hạn như là nhân cái chuyện mà uh, người ta làm luật đặc khu để cho người tàu khựa, uh, tràn vào việt nam đông hơn thì có khi là họ lợi dụng uh, chuyện đặc khu để cho tàu vào việt nam thì uh, bà Kim Ngân bà ấy nói là đặc khu này mình bỏ vô một đồng thì mình sẽ thu lợi được uh, 10 đồng 100 đồng thế thì dân Việt Nam tôi thấy có người, người ta bỏ bảo là à, bỏ vào đặc khu này một thằng tàu khựa thì mình sẽ thu được 100 thằng uh, tàu khựa baby à, rồi uh, mai mốt là có hàng trăm triệu thằng tàu khựa ở uh, baby nó ở Việt Nam rồi nó 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 chiếm nước Việt Nam luôn Ê, nhân cái chuyện này mình uh, tìm hiểu về chính sách không nhân chuyện này mà mình làm chuyện khác thế thì nó gồm có bốn chương xin giới thiệu với anh chị em nó bốn chương uh, chương một là chính sách và luật chương một chính sách và luật thì nó có bốn phần tại sao cần phải quan tâm uh, tại sao cần uh, quan tâm chính sách là gì chính sách công là gì sự khác biệt giữa luật và chính sách. Thế Tại sao mà chúng ta cần phải quan tâm? À, chúng ta cần phải quan tâm bởi vì nếu mà chính sách công á, mà tốt á, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng một cái nền thịnh vượng, đất nước sẽ giàu mạnh, sẽ được bình an hạnh phúc. Người dân không phải bỏ nước đi vượt biên, người dân sẽ không phải bỏ nước đi làm oxin, đi làm nô dâm nô dịch cho khắp thế giới. À, thì nhờ vào tài khéo léo của bác tổng trọng nếu mà bác mà làm chính sách công cho nó tốt á, thì dân Việt Nam rất là hạnh phúc còn nếu mà bác trọng á, mà làm chính sách công mà kém cỏi thì toàn dân chúng ta phải khổ cực à, lầm than phải bỏ nước ra đi làm nô dâm nô dịch khắp thế giới thế cho nên là chúng ta cần phải quan tâm đến à, chính trị quan tâm đến chính sách chính sách công lát nữa cô Trần Thị Ái Liên sẽ nói cho anh chị em về chính sách công là gì. À, cô Trần Thị Ái Liên là thạc sĩ uh, chuyên về học chuyên về chính sách công và có bằng cử nhân về chính trị và có bằng thạc sĩ về chính sách công. Rồi uh, sự khác biệt giữa uh, chính sách và luật. Thì nhà nước nó sẽ tạo chính sách trước rồi nó sẽ từ đó nó sẽ tạo lên luật theo chính sách đó Thì chương 2 thì giới thiệu anh chị em chương 2 là tiến trình chính sách Tiến trình chính sách thì trước tiên là lập chương trình nghị sự Rồi đến là hoạch định và ban hành rồi đến là thực thi chính sách. Lập chương trình nghị sự thì mình thấy những cái vấn đề gì cần bàn thì mình lập. À, ví dụ như là vấn đề cần xây uh, cao tốc từ Bắc đến Nam. Hay là vấn đề xây uh, nhà hát opera ở Thủ Thiêm. Thì lập chương trình nghị sự để bàn cho Quốc hội. Rồi uh, hoạt định và ban hành thực thi chính sách. Rồi thứ tư là đánh giá chính sách. Rồi thành phần tham dự uh, lập chương trình này thì có chính phủ quốc hội tòa án công chúng các tổ chức xã hội dân sự uh, cộng đồng facebook uh, cộng đồng facebook chúng ta quan tâm cũng tham gia góp ý kiến vào trong một tiến trình chính sách của nhà nước uh, thứ ba là um, chương ba là chính sách tốt thì phải như thế nào chính sách tốt đó là được đảng và nhà nước khen rồi được các chuyên gia trí thức khen được dư luận tán thành được cộng đồng facebook tán thành khen trái lại mà chính sách mà xấu á mà thì sẽ bị chê thôi bị các chuyên gia trí thức chê bị các dư luận là họ chê bai họ không tán hành. chẳng hạn như là dự án bosit tây nguyên đó các chuyên gia trí thức đều chê hết rồi dư luận cũng chê rồi chỉ có mỗi đảng mà nhà nước khen thôi rồi chương 4 của cuốn sách này là nếu việt nam là một nước dân chủ thì chuyện gì sẽ xảy ra với luật đặc khu thì uh, ở đây uh, nếu Việt Nam là một nước dân chủ uh, thì là là có quyền dân chủ này rồi uh, dân chủ trực tiếp dân chủ gián tiếp rồi uh, bức tranh uh, đa dạng của báo chí quyền dân chủ là người dân được làm chủ đất nước uh, 90 triệu dân là 90 triệu ông chủ làm chủ trên cái mảnh đất hình chữ S này Chứ nhiều khi chúng ta cứ tưởng là ông Tập Cận Bình là chủ nhân của đất nước, hay là Trung Quốc, hay là Tàu Khựa làm chủ nhân đất nước, không đúng đâu. Mình cứ tưởng là Cộng sản nó làm chủ nhân đất nước, là mình sai rồi, cái đầu mình sai. Mình phải à, nghĩ là 90 triệu dân là chủ nhân của giải đất hình chữ S, và bản thân tôi là chủ nhân của giải đất đó, thì tôi phải có trách nhiệm góp ý, tôi phải có trách nhiệm mà bảo vệ, Bảo vệ biển, không có cho nó thải chất phọc mô sa xuống biển làm chết cá Con cá nó đâu có tội tình gì đâu mà mình giết nó thì không có được Mình phải bảo vệ con cá Rồi mình phải là chủ nhân của giải đất hình chữ S, chủ nhân của biển Mình có quyền khai thác dầu khí, có quyền đánh bắt cá Chứ không thể nào mà để cho cái thằng tàu khựa nó cấm mình khai thác cá ở biển Đông được Uh, dân chủ trực uh, phần thứ hai dân chủ trực tiếp á là mình trực tiếp đi bỏ phiếu mình có đồng ý đảng cộng sản hay nắm quyền hay không hay là mình uh, bỏ phiếu là đa đảng uh, tam quyền phân lập thì là người dân trực tiếp bỏ phiếu trưng uh, cầu dân ý còn uh, dân chủ gián tiếp á là mình sẽ bầu ra một cái ông uh, quốc hội đại biểu quốc hội ông uh, hạ nghị sĩ á. thì uh, đi thay cho mình đi bỏ phiếu trong quốc hội thay cho mình đó là dân chủ gián tiếp À, thứ ba là bức tranh đa dạng của báo chí Việt Nam thì có khoảng 700 nhà báo như 700 tờ báo lớn nhưng mà không có tự do báo chí toàn là báo của đảng nhà nước thôi không có báo tư nhân à, rồi tiếp tới là thứ tư là tổ chức xã hội dân sự rồi à, tư pháp độc lập đó là cái cuốn sách này nó đơn giản thôi nó mỏng có có 100 trang à Uh, rất là đơn giản. Uh, thế thì không biết là uh, tôi thì tôi không có dành về chính trị nhưng mà tôi chỉ có trách nhiệm là 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 quảng cáo sách cho cô Đan Trang thôi. Vì hôm nay là ngày cô ta được uh, được uh, được, uh, được được vinh danh. Thế thì anh chị em không biết là có Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên có vô xem chưa nhà để tôi mời cô Ái Liên vô. Không biết mời nút nút nào lần đầu tiên nó mới mời. Mời, mời ai biết về, về chính sách tôi có hỏi cô Ái Liên hai câu là thứ nhất là chính sách công là gì và thứ hai là theo cô thì à, à, luật đặc khu đó có lợi có hại như thế nào có nên à, cho luật đặc khu không hay là mời thầy tuấn ngọc với thầy tuấn ngọc có nói dùm cho hai câu đó được không mời mời thầy tuấn ngọc nhé rồi mời thầy tuấn ngọc thầy tuấn ngọc nói dùm hai câu về chính sách công là gì với lại à, à, luật đặc khu có nên thông qua không nó có lợi có hại như thế nào Rồi các mời người khác nữa xem à, à, có ai à, đồng ý lên à, góp ý hay là vinh danh à, vinh danh à, ba nhân vật được giải thưởng nhân quyền Việt Nam à, 2018 thế thì đối với tôi thì tôi à, mua cũng vinh danh là mình à, để cho cộng sản họ biết phân biệt được tay phải tay trái đó À, à, cộng sản thì nó không có phân biệt được tay phải tay trái thế cho nên là mình cũng phải vinh danh để à, cho cộng sản nó biết phân biệt tay phải tay trái chứ còn à, đối với liên hợp quốc thì à, họ cứ họ cứ, cứ, cứ cho là à, họ cứ bắt tù những người công chính yêu nước thì họ bắt bỏ tù hết tù năm 10 năm như mẹ nấm cũng được vài giải thưởng nhân quyền rồi giải phụ nữ can đảm mà 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 như vậy ấy, là những người công chính yêu nước thì cộng sản lại cho là người có tội cho nên là cộng sản nó không có phân biệt được tay phải tay trái mình vinh danh là vì mình giúp cho mấy anh cộng sản họ phân biệt được tay phải tay trái rồi mình cũng lên tiếng là là, là, là là vì lý do là tôi đọc kinh Nhật Tộng Thì tôi cũng thấy là nói đến vấn đề con chó câm Trong kinh Nhật Tộng, kinh sách Thì của các linh mục đọc Thì con chó câm là con chó mà khi mà thấy Thấy những cái gian ác Mà mình không có sủa Thì mình là con có chó câm mình thấy người ta đập chùa liên trì của thầy thích không tánh mà mình không có lên tiếng binh vực thầy á là con chó cầm. mình thấy người ta à, à, mình thấy người ta à, đập chùa của chùa an cư của thầy à, thích thiện phước mà mình không có ai lên tiếng á, thì mình cũng là con chó cầm. đấy là mình đọc sách kinh của các linh mục là như vậy thế tôi cũng lên tiếng là vì lý do như vậy tôi cũng kêu gọi các linh mục cũng phải lên tiếng chống những cái bất công trong xã hội bởi vì tiêu chuẩn của chúng ta Matthew 25 tiêu chuẩn được vào nước trời là khi xưa ta đói các ngươi không cho ta ăn ta khát các ngươi không cho ta uống ta ở tù các ngươi không viếng thăm ta thế thì các linh mục chúng ta thấy những người mà bị oan sai vào ở tù thì chúng ta phải đến thăm À, đến thăm những người ở trong tù. Rồi à, à, cái, cái cái tiêu chuẩn của chúng ta nữa là cái Matthew hai mươi là Chúa nói là khốn cho các ngươi các kinh sư và các luật sĩ à, giả hình. Các ngươi chỉ lo nộp thuế thập phân các sản phẩm thì là vân hương rau húng. À, mà các ngươi lại bỏ qua cái điều luật quan trọng nhất đó là đức công bình lòng nhân và lòng thành tín à, đức công bình là cái công lý đó là lẽ phải tay phải tay trái đó rồi, lòng nhân là lòng nhân từ nhân hậu từ bi là lòng thương xót chúa đó giống như lòng thương xót chúa rồi à, lòng thành tín là lòng thành à, trung thành trung tín với thiên chúa với con người đó là những điều chúng ta phải uh, sống Thế Cho nên là uh, nếu mà hôm nay mình không mời được uh, chuyên gia Trần Thị Ái Liên nói về chính sách công Thì uh, mình cũng chỉ có uh, một cái việc là giới thiệu sách, uh, PR sách cho cô Phạm Đoan Trang thôi và cũng vinh danh ba người được giải thưởng nhân quyền ngày hôm nay vào lúc 1 giờ chiều ở tại khách sạn Moonlight thành phố Westminster, Cali thì có tổ chức nghi lễ vinh danh anh Hoàng Bình, chị Trần Thị Thúy Nga và Phạm Đoan Trang, nhà báo Phạm Đoan Trang À, tôi lần đầu tiên tôi lên livestream mà có mời người khác á, nên tôi cũng không có dành không có chưa có biết và cũng chưa có thấy cô Trần Thị Ái Liên lên xem à... vâng à, xin à, kính chào à, tất cả anh chị em và các bạn à, xin thiên chúa chúc lành cho tất cả anh chị em tôi xin kết thúc livestream ở đây